Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn kéo dài 7 ngày, một đợt không khí lạnh mạnh có thể tràn xuống nước ta vào tuần tới khiến thời tiết các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung Bộ chuyển mưa rét, nền nhiệt giảm sâu, vùng núi có thể chuyển rét đậm. Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đợt không khí lạnh này có thể gây mưa, mưa rào rải rác cho các tỉnh miền Bắc trong 2 ngày 22 đến 23 tháng 2. Trời chuyển rét, vùng núi có thể rét đậm. Trong ngày 16 tháng 2, thời tiết thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng ven biển phía Đông Bắc Bộ nhiều khả năng có mưa và mưa nhỏ. Khu vực Tây Bắc hầu như không có mưa và trưa chiều hứng nắng. Sang ngày 17 tháng 2, thủ đô Hà Nội có khả năng hứng nắng vào buổi trưa và chiều, do đó nhiệt độ trong ngày cũng tăng nhanh 2-3 độ. Ngoài ra, cơ quan khí tượng cho biết từ ngày 18 đến 21 tháng 2, khu vực Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội quay lại hình thái thời tiết có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Sáng và đêm trời lạnh, nền nhiệt lúc này tăng cao, tại thủ đô Hà Nội có lúc lên đến 29 độ. Khoảng 22 đến 23 tháng 2, khả năng một đợt không khí lạnh mạnh tăng cường xuống nước ta. Lúc này thời tiết các tỉnh miền Bắc chuyển mưa rét, nền nhiệt giảm sâu, vùng núi có thể chuyển rét đậm. Riêng thủ đô Hà Nội, ngày 22 tháng 2 trời chuyển rét, có mưa rải rác, nhiệt độ khả năng xuống 19 đến 22 độ. Ngày 23 tháng 2 trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ trong khoảng 15 đến 20 độ. Tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên các ngày từ 22 đến 24 tháng 2 có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác nên nhiệt giảm. Khoảng từ 22 đến 24 tháng 2, Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khả năng có mưa, mưa rào và dông rải rác. Trước khi đón không khí lạnh, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ duy trì thời tiết sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời lạnh, ban ngày trời hửng nắng nên nhiệt khá cao. Tây Nguyên và Nam Bộ những ngày tới duy trì hình thái thời tiết điển hình của mùa khô với ngày nắng, ít mưa. Riêng khu vực Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 10 tháng 3 năm 2023, trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như rét đậm, rét hại, sương mù, dông, mưa đá, có thể ảnh hưởng đến sản xuất và các hoạt động dân sinh. Thông tin cụ thể về tình hình thời tiết, Phó trưởng Phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Trần Thị Trúc cho biết trong khoảng thời gian trên, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm, từ 0,5 đến 1,5 độ C, riêng Tây Bắc có nơi cao hơn 1,5 độ C. Khi di chuyển ngoài đường, mọi người nên sử dụng khẩu trang y tế để ngăn chặn khí độc trong xương, không nên tập thể dục ngoài trời vào buổi sớm khi có sương mù. Mặc dù nền nhiệt độ phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm, song không khí lạnh vẫn tiếp tục tác động đến thời tiết ở trong nước. Tuy nhiên, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm. Riêng trong giai đoạn 10 ngày giữa tháng 2, không khí lạnh có khả năng hoạt động xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Với xu thế thời tiết trên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo không khí lạnh có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn, ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản trên biển của ngư dân. Ngoài ra, không khí lạnh có thể gây ra băng giá ở một số nơi ở vùng núi cao phía Bắc, ảnh hưởng lớn đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp. Sương mù và mưa phùn cũng có thể gây ảnh hưởng đến khả năng quan sát, tăng nguy cơ va chạm trong các hoạt động lưu thông. Về lượng mưa, trong thời kỳ dự báo từ nay đến ngày 10 tháng 3 năm 2023, tổng lượng mưa tại khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực Trung Bộ phổ biến thấp hơn từ 5 đến 10mm, khu vực phía Đông Bắc Bộ cao hơn từ 5 đến 10mm, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa với tổng lượng mưa thấp hơn từ 5 đến 10mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Riêng tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ có khả năng xuất hiện các đợt mưa rào và cục bộ mưa vừa, mưa to.